ân nghĩa tiền kiếp, thành duyên mẹ con hiện tại. Tôi có quen một bạn nữ học cùng, hiện đang sống ở nước ngoài. Cô năm nay khoảng 30 tuổi. Cách đây 2 năm, lúc cô thường vào trang Facebook để đọc những bài gương nhân quả, cô tâm sự với tôi. Em đến với Phật Pháp do một duyên tình cờ, xuất phát từ mẹ em. Chuyện cũng kỳ lạ lắm, để em kể chị nghe. Câu chuyện này tôi đã kể cho nhiều bạn đạo nghe khá lâu rồi, nhưng chưa có dịp ghi lại. Hôm nay có một bạn nhắc tôi hãy ghi lại để cho nhiều người được biết. Câu chuyện như thế này. Cô bạn tên Vân, tên này đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Sống ở miền Tây, là con gái út trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng bình thường. 12 tuổi cô đã nghỉ học ở nhà, xin đi làm thuê để kiếm tiền phụ cha mẹ. Tuy là con út, nhưng cô không được mẹ thương yêu như các anh chị lớn. Đi làm bao nhiêu tiền, cô đem về đưa hết cho mẹ. Mẹ cô lúc nào gặp cô cũng hỏi tiền, tiền, tiền. Nhưng bà lại mê vé số, số đề, nên tiêu tốn hết vào đó. Ít bao giờ bà hỏi con gái thế nào, hoặc thể hiện những cử chỉ chăm sóc thương yêu. Bản thân cô cũng thương mẹ, nên không dám ăn xài, mà chỉ ráng dành dụm gửi cho mẹ. Cô chỉ biết rằng cô rất thương mẹ. Đến năm 18 tuổi, mẹ gả cô cho một người Đài Loan qua mai mối và nhận được một số tiền lớn. Cô cũng không hề phản đối, hoàn toàn để cho mẹ quyết định. May mắn cho cô gặp được gia đình tốt, người chồng cũng hiền lành và thương yêu. Cô qua tới Đài Loan một thời gian thì có công việc làm và sinh em bé. Lại để dành và gửi tiền về cho mẹ, bảo lãnh mẹ sang chơi. Nhưng hầu như mẹ cô không hề nghĩ đến công sức con gái làm, mà lúc nào cũng nghĩ cô là kho tiền để bà mua sắm, ăn xài trả nợ. Thấy mẹ bao giờ cũng vòi tiền mà chưa bao giờ thương mình, nên sau một lần cuối cô giận quá, tuyên bố sẽ không quay về Việt Nam gặp mẹ nữa. Tuyên bố xong, cô bệnh một trận thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường. Cả gia đình chồng lo lắng, thỉnh tượng Quan Âm về thờ và khấn cho cô mau hết bệnh. Cô nằm bệnh mà ngày nào cũng khóc vì giận mẹ, hận mẹ không quan tâm mình. Ngày nào cô cũng lết qua nơi thờ Quan Âm và khóc. Bồ Tát ơi, hồi nhỏ đến giờ con toàn phải làm việc và đưa hết tiền cho mẹ. Thậm chí con không dám xài. Con đối với mẹ hết lòng, tại sao mẹ không thương yêu con? Tại sao chứ? Con cũng là con ruột của mẹ mà. Cứ đau khổ nhiều ngày, thành ra cô bị tâm bệnh. Và cũng do tâm đau khổ bức bách mà ngày ngày đều khấn Quan Âm Bồ Tát. Nên có một đêm cô nằm chiêm bao, một giấc chiêm bao kỳ lạ. Trong một kiếp sống nào đó, cô thấy mình là một con thú nhỏ đang sắp bị một con thú lớn ăn thịt. Ngay lúc đó cô hoảng sợ, tìm cách bỏ trốn thì mẹ cô xuất hiện. Bà đã giúp cô thoát chết rồi thả cho cô đi. Trước khi đi, cô còn chắp tay xá bà và tri ân hẹn ngày báo đáp. Giật mình tỉnh lại, cô nhận ra nhân quả kiếp trước không có gì không liên quan đến nhân quả. Món nợ mẹ từ kiếp xưa và bây giờ đủ duyên để cô báo đáp. Tự nhiên choàng tỉnh và bệnh cô cũng dần dần tự hết. Cô không thấy oán hận mẹ nữa và hiểu ra cho dù mẹ đối xử với cô thế nào nhưng cô vẫn thương yêu mẹ, hết lòng vì bà là do nợ ân tình kiếp trước. Sau sự việc trên, cô bắt đầu hướng về Phật Pháp. Cô tin sâu nhân quả, cố gắng tu học, tích thiện làm lành, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cô bảo: "Chị à, nhân quả là thật không sai. Nếu không nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cho em thấy, thì có lẽ cả đời này em mang tội bất hiếu vì oán hận mẹ mình. Trong khi đó, bà lại từng là ân nhân cứu em. Em thật may mắn, nhờ Phật Pháp em mới biết được điều này chị ạ. Giờ khuyên được bà bao nhiêu thì ráng khuyên, giúp được bà hay không giúp được thì thôi, chứ không nên sinh tâm oán ghét." Câu chuyện này là thật. Hôm nay tôi muốn ghi lại là vì muốn chia sẻ cùng các liên hữu đồng tu rằng
có những nghịch cảnh, có những người thân hoặc người bạn đối với chúng ta rất là đáng ghét. Nhưng vì sao mình vẫn thương họ, vẫn chiều theo ý muốn của họ? Đó là vì trong kiếp sống xưa, ta đã từng tạo ác nghiệp hoặc nợ họ cái gì đó. Không có cái gì không rời khỏi nhân quả. Nếu chúng ta không biết việc này, chúng ta sẽ tự làm chính mình đau khổ, rồi đem cái ân biến thành oán, thành oan gia, thì đến đời nào mình mới trả xong nổi đây? Nếu bạn có tiền, có tài sản, có quyền, có địa vị trong xã hội mà bạn tạo ác nghiệp, thì bạn có thể tránh được pháp luật thế gian, nhưng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi luật nhân quả. Đó là thật, không phải bịa ra hù dọa bạn gì cả. Bạn không tin thì chính bản thân bạn chịu thiệt thòi mà thôi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xét nhân gieo hiện tại. Xin hãy thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tịch chướng ngại thiện chung. Có một phụ nữ hơn 50 tuổi, từng niệm Phật nhiều năm, hiện đang mắc bệnh tiểu đường. Hòa thượng dự pháp bảo là do bà sát sinh quá nặng mà chiêu cảm nên. Bà kể mình hồi nhỏ nhát gan, ngay cả con sâu cũng không dám giết. Khi sư phụ hỏi bà có thường ăn thịt cua sống gian biển hay không, bà kinh ngạc sững người, liền khai ra mọi sự. Con gái bà được phái qua Nhật Bản mấy năm, năm nào cũng rước bà qua Nhật chơi một tháng. Do bà không ăn thịt, nên con gái bà tuần nào cũng lái xe đưa bà ra nhà hàng hải sản tươi sống gian biển. Còn giải thích là ăn thịt cua chân cách thủy, đâu do mình giết nó. Hòa thượng dự pháp bảo bà, những con cua biển đó nhân vì thực khách đòi ăn nó mới bị bếp sư hấp chết. Ngài lại bảo, những món này dù là khi mua bà thấy nó đã chết, hay dù mua từ ngăn đông lạnh hoặc được người làm xong cho bà ăn chín, nếu nói một cách nghiêm ngặt đều tính vào tội tạo nghiệp sát sinh cả. Bởi vì nếu như người ăn giảm thiểu thì hành vi sát sinh cũng ít đi. Nói cho rốt ráo thì ăn thịt động vật chính là tạo nghiệp sát sinh. Sư phụ thấy bà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu, liền khai thị tiếp. Có người sát sinh rất nhiều, thậm chí chỉ làm công việc phụ sát sinh, nhưng hiện tại thấy họ rất mạnh khỏe. Xong, có người mới giết qua một lần loài động vật nào đó, hoặc vừa mới ăn qua loại thịt nào đó, thì bệnh lại phát ra. Nguyên nhân là do nghiệp lực và phước báo mỗi cá nhân tích lũy không đồng. Giống như có người mỗi ngày uống một cân rượu trắng, ngày ngày đều uống, trong thời gian ngắn vẫn không sao. Nhưng có người ngay cả nhấm chút rượu, thậm chí đến rượu bia cũng không uống được, hễ uống là say. Đây chính là do mỗi cá nhân tử lượng không đồng. Nhưng đối với hạng người có sở thích không tốt, ưa tạo nghiệp sát sinh, ưa ăn thịt động vật, thì sớm muộn gì quả báo cũng đến. Vì tham ăn ngon, muốn khoái khẩu mà người ta mặc tình tàn sát động vật. Do thèm ăn mỹ vị máu tanh mà tự chiêu vào mình mồng móng oán hận quá tai. Nên nói, bên từ khẩu nhập là vậy. Hòa thượng lại hỏi bà, nhà bà có lư hương đồng giả đồ cổ không? Dạ có. Bà lộ vẻ rất kinh ngạc, hai mắt nhìn hòa thượng trân trối. Bà cất nó ở đâu? Hình như trên sân thượng. Khi bà về, mau lấy rửa sạch để ráo. Phàm là đồ cúng, nếu không dùng, cần bảo tồn xử lý cho ổn, hoặc là chuyển tặng cho người. Đừng tùy tiện đặt để bừa bãi, như vậy là không cung kính. Hòa thượng nói tha thiết. Tôi đã nhắc bà hai điều. Nếu như biết lỗi sám hối, bệnh bà sẽ dần chuyển tốt. Nếu muốn thật sự khỏe mạnh, thì nên dứt hẳn thịt cá ăn chay trường. Ăn thịt chúng sinh mà niệm Phật là tham dục chẳng đoạn, tội lỗi không đoạn. Danh hiệu Phật và tâm khó thể tương ưng. Dù niệm hơn trăm năm cũng
cũng khó về cực lạc. Tại Hương Cảng và ngoài thành Cửu Long, thường có người đem tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Tổ Sư Đạt Ma, Tế Công, tùy tiện bỏ ngoài gian lộ. Làm thế là không cung kính, xin hãy cẩn trọng tránh điều này. Hy vọng quý vị biết sai liền sửa. Bồ Tát là người tự giác bổn tính, khéo phổ độ. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát đều là các bậc Đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh thoát ly khổ nạn. Kiếp người nhiều đau khổ, may là trong biển khổ còn có Bồ Tát trợ giúp. Đời này có thể được thân cận, nghe danh Bồ Tát, chính là nhờ quý vị nhiều đời tu thiện căn, tạo phúc đức nhân duyên sâu mới có được điều đáng quý khó được. Bồ Tát là đệ nhất bảo tàng trong nhân thế. Nếu quý vị đem Bồ Tát vứt bỏ ngoài đường, nghĩa là vứt bỏ bảo tàng, đoạn mất duyên lành, tổn thất lớn nhất vẫn là bản thân. Thầy giáo tuyệt vời. Lời người dịch. Thoạt đầu, khi đọc đến tựa của câu chuyện này, tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch. Nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì, và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi sắp làm cha mẹ. Tiết Đình là một nhạc công. Khi mang thai, cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với Phật giáo, nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới, tập tu theo Pháp Phật và quyết định giáo dục thai nhi theo Phật giáo. Chúng ta hãy nghe Tiết Đình thuật lại câu chuyện giao cảm tâm linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ. Sau khi kết hôn, vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh, nên tôi rất chú trọng ẩm thực, lo tập luyện, chuẩn bị chu đáo đủ cách. Thấy trong kinh Địa Tạng ghi rằng, chúng sinh ở cõi Ta Bà, đời vị lai, những người sắp sinh con, nếu trong 7 ngày mà tụng kinh Địa Tạng bất khả tư nghì này, và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng đủ dạng biến, thì đứa con sinh ra, dù nam hay nữ, đời trước có ương báo, cũng liền được thoát khỏi, an lạc dễ nuôi, thọ mệnh tăng. Đoạn kinh này đã ban cho tôi sự chỉ đạo quý báu. Tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hùng đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu vì con mà tụng kinh Địa Tạng. Do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng vào 10 ngày trai. Mùng 1, mùng 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29 và 30. Thoạt đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy có thể giúp cho sinh mệnh bé bỏng vừa tượng hình trong bụng, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật thuyết. Tôi quyết tâm vì bé mà tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc tự hào. Niềm vui này thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi ban cho tôi một đứa con như nguyện. Mang thai được 4 tháng, nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc, tôi triệt để tin lời Phật nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mệt mỏi khó chịu. Ngược lại còn khiến tôi mặt mày luôn hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó tôi tiến bộ hơn, có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh Địa Tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật dạy trong kinh vẫn tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có vì kinh nghiệm đang thực hành. Lòng tôi luôn mong mỏi khát khao sớm được nhìn thấy mặt con. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hạ đến tỏa khí nóng oi bức khó chịu, nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh tâm quả dục. Nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ đúng nghĩa. Hôm nọ, khi tôi tụng xong bộ kinh Địa Tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau, liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao, thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng ngay giây phút tôi mở tủ lạnh ra,
Đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói: "Mẹ ơi, xin được ăn kem, con sẽ rất lạnh." Việc này quả thật bất ngờ, khiến tôi tưởng chừng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái nên mới thầm nghĩ: đây có lẽ do mình nghĩ lẩn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý và quyết định: nghỉ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh lần nữa. Thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện. "Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh đó." Câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi, lần này đã khơi gợi được sự chú ý của tôi. Rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó. Giao cảm kỳ diệu này đã khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết màu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử cực kỳ thâm sâu huyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm chân thành, tâm cung kính, tụng Phật Thuyết Trường Thọ Diệt Tội Hộ Chư Đồng Tử Kinh. Trong kinh diễn tả: khi con ở trong thai, nếu mẹ ăn nóng, con khổ như nóng địa ngục. Nếu mẹ ăn lạnh, con khổ như lạnh địa ngục. Cả ngày thống khổ. Dựa theo đoạn văn kinh kia, giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động, mãi mãi không thể quên. Lời Phật đúng là chân ngữ thật ngữ mà. Đây cũng ứng hợp với những điều trong sách thuốc Thiên Kim Phương nói: trong lúc mang thai mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ. Từ đó vì thai nhi, bất kể tiết trời nóng bức ra sao, tôi cũng không dùng qua thức ăn lạnh nào nữa. Cục cưng sinh ra được 2 tuần, theo thói quen tôi cho bé ăn hoàng liên, một loại thuốc bắc, khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần trán tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó trong đầu tôi chợt xuất hiện câu nói: mẹ ơi, đừng dùng trứng gà nữa, ăn trứng gà đối với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra, chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo trong kinh Địa Tạng đã dạy, nhưng do để thuốc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này tôi bắt đầu thưởng thức một cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm: con cưng à, mẹ phải làm sao thì con mới ăn ổn đây? Bé lập tức hồi đáp: mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh. Sau đó tôi hỏi bé: mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, còn muốn mẹ làm gì cho con nữa không? Bé đáp: bắt đầu từ nay, mỗi ngày mẹ hãy tụng cho con 1 bộ kinh Địa Tạng nhé. Tôi lại hỏi: tụng đến bao giờ mới ngừng? Bé trả lời: tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Thế bao giờ con mới có thể tụng kinh được? 7 tuổi. Tôi thoát nhiên tỉnh ra. Từ đó hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng. Tôi tụng đến hôm thứ 2 thì chứng đi tả của bé liền dứt hẳn. Khi tôi viết đến dòng chữ này thì bé nhà tôi đã được hơn 2 tháng tuổi rồi. Thân thể mạnh khỏe, an ổn dễ nuôi. Đồng thời để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé mà tụng kinh Địa Tạng. 7 năm sẽ là 2.555 bộ kinh. Tôi và chồng tin sâu, bé có thể dùng nhân duyên này để hóa độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu, đây là cả nhà chúng tôi cùng chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp chúng tôi ngày càng tinh tấn. Đồng thời, thiện hạnh thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói, quả là an vui hạnh phúc biết dương nào. Cư sĩ Tiết Đình kính thuật. Giải thích của cư sĩ Quả Khanh.
Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi mà đọc tụng kinh điển Đại Thừa chính là thai giáo tốt nhất. Tôi đã gặp nhiều vị khi mang thai mà đọc tụng các kinh Địa Tạng hay Lương Hoàng Sám hay các kinh Đại Thừa khác. Đứa con sinh ra thật xinh đẹp, thông minh mạnh khỏe, an lạc dễ nuôi. Đây là bài viết tự thuật chân thành của một người mẹ ở Thượng Hải. Lúc con bà sinh ra 45 ngày thì tôi có gặp được cả ba người nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin cậy. Câu chuyện cô dâu ma hồi sinh từ cõi chết đoạt mạng người phản bội mình. Hoàng Đình là một cô bé có số mệnh bi thảm. Ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã ly dị. Cô sống chung với phụ thân và mẹ kế. Bà dì ghẻ này rất nóng nảy, hung dữ, động một tí là quát tháo, đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen. Bởi vô phương hứng nhận cuộc sống như vậy, nên cô bé trốn khỏi gia đình phụ thân, đến sống chung với mẹ ruột. Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh, là món cà rán, vịt quay, tạo nghiệp sát sinh rất nặng. Chính điều này đã dẫn đến tai họa về sau. Mấy năm đầu, tiệm họ buôn bán rất phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền, lúc đó hai mẹ con sống sung túc. Rồi từ giải phóng cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo, công tác ở xí nghiệp Đài Tư. Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ. Nhưng hưởng phúc thì tiêu phúc, có phúc báo mà không biết hành thiện tích đức, tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên tọa hưởng, thì phúc đó hết rất nhanh. Hoàng Đình làm việc mỗi ngày 2 tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ. Nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm của cô bị kích động mạnh. Nảy ý thèm kiếm được một người đàn ông để có thể chu cấp cho cô một cái cuộc sống thụ hưởng vật chất đủ đầy. Trong đám khách lui tới đó, Hoàng Đình quen một nam thanh niên tên là Lý Hạo. Anh ta kể mình xuất thân từ một gia đình thượng lưu, ăn nói cư xử rất có phong độ, dần dần đã chinh phục được trái tim của cô gái 21 tuổi. Từ đó hai người giao tình ngày càng mật thiết. Chưa đầy nửa năm sau, Lý Hào đã bộc lộ bản chất mê cờ bạc. Hắn đem toàn bộ tiền của đặt hết vào cá độ. Có lúc còn phải hướng người nhà đi vay tiền hoặc làm mượn của cô gái Hoàng Đình chất phát. Ngày nọ, Lý Hào gọi điện đến để vay tiền. Mới đầu thì Hoàng Đình tha thiết khuyên hắn ta nên bỏ bài bạc đi. Nhưng Lý Hào cố thuyết phục cô gái ngây thơ. Anh sẽ sửa, anh hứa mà. Em hãy cho anh vay một lần cuối đi, có được không? Hoàng Đình hiền lành mềm lòng, đem số tiền dành dụm nửa năm của mình vào túc xá. Tại nhà trọ, Lý Hào đang ngồi uống rượu giải sầu. Khi thấy nàng tới, hắn ta mừng phát điên. Trong cơn say, hắn kéo tay nàng. Hoàng Đình thấy vậy, vội đưa tiền ra. Vốn nàng định khuyên hắn nên sớm hồi tâm chuyển ý hoán cải. Nào ngờ Lý Hạo trong cơn nhậu say, thú tính bộc phát đã làm cho Hoàng Đình mất đi sự trong trắng. Hoàng Đình chia tay Lý Hạo được một tháng thì phát hiện mình mang thai. Vì muốn giấu mẹ và bạn bè, nàng lấy cớ về quê thăm thân nhân. Bị sức ép kinh tế và nỗi lo dư luận xã hội, nàng quyết định phá thai. Việc này rất đau đớn. Nàng ráng nhẫn chịu cơn thống khổ kịch liệt, bị giày vò hành hạ, ngót suốt mấy tiếng dài đăng đẳng. Họa phúc không cửa, chỉ có người tự chiêu, báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Phá thai được 3 ngày thì Hoàng Đình nhận được hung tin, mẹ nàng bị xe đụng, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, mạng sống lâm nguy trong sớm chiều. Đối với Hoàng Đình yếu đuối thì đây quả là khổ chồng khổ, nhờ có bạn bè phụ giúp đã đưa mẹ của nàng vào viện. Nhưng bác sĩ nói, người này khó sống nổi nữa, thần quyến hãy về lo hậu sự đi. Nghe tin mẹ bị nạn, Hoàng Đình vội chạy vào bệnh viện. Lúc này, mẹ đã mổ được hơn 5 tiếng. Thời khắc đó, nàng khóc chẳng thành lời, buồn rầu không nguôi, chỉ biết tự trách mình, nói thầm. Mẹ ơi, đừng chết! Bởi con tạo nghiệp ác nên mẹ mới gặp nạn. Con xin lỗi mẹ! Tôi phải làm sao đây? Đột nhiên, nàng nghe người bạn nói nhỏ vào tai mình. Hãy ráng niệm Phật A-di-đà thật nhiều, vì đại nguyện của Ngài vĩ đại vô cùng. Phải rồi, niệm Phật,
hoàng đình, không màng đến thể diện nữa. Nàng quỳ xuống trước phòng mổ, chắp tay chí thành niệm lớn: Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật gia hộ cứu mẫu thân. Những người bệnh và bác sĩ đi qua đi lại đều ném cho nàng tia nhìn kỳ quái. Mặc cho mọi người chỉ trỏ bàn tán, với nàng chẳng ăn nhầm gì, bởi thời khắc đó trong tâm nàng chỉ có Phật A Di Đà. Nàng hoàn toàn dốc hết tâm ý niệm Phật cầu cho mẹ mình, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có người lâm chung, thân thuộc trong nhà dù một người vì bệnh nhân mà cao tiếng niệm Phật, thì người sắp chết đó trừ tội ngũ vô gián ra, các nghiệp khác đều có thể tiêu trừ. Công đức niệm danh Phật không hề nghĩ tường. Phật pháp quả chân thực không dối, ngày chính bác sĩ cũng không đảm bảo mẹ nàng có thể sống được. Nhưng kỳ lạ thay, bà đã sống lại. Trải qua tai nạn này rồi, hai mẹ con cùng bước vào con đường học Phật, siêng năng nghe giảng pháp, kiên trì ăn chay, phóng sinh, thường phát tâm sám hối, tội sát sinh đã qua. Nhờ cả hai nỗ lực tinh tấn tu hành, nên mẹ Hoàng Đình đã phục hồi rất nhanh. Kết quả tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Hai tháng sau, mẹ Hoàng Đình đã có thể tự làm mọi chuyện và sinh hoạt khỏe mạnh như người bình thường. Thấy mẹ chuyển nguy thành an, Hoàng Đình càng kiên trì tu, tăng thêm tính tâm. Nàng lợi dụng thời gian rảnh, tận lực giúp đỡ cho những người xung quanh và đem kinh nghiệm của mình từng trải qua, kể ra cho mọi người nghe, khuyên họ thâm tính nhân quả, sớm cải ác theo thiện. Nàng đã giúp cho nhiều gia đình đến với đạo, nghe giảng và tu hành theo Phật Pháp, được ly khổ đắc lạc. Câu chuyện sát sanh, làm lễ cúng tế người đã khuất, vong linh không siêu thoát, mà nghiệp lại chồng lên nghiệp. Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh vận, thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh Địa Tạng. Trưởng đoàn biết tôi là người mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì, bèn gửi tặng cho tôi kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư và một số sách nhân quả, thiện thư. Tôi là sinh viên đại học, đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa duy vật, thế nên vừa đọc vài trang kinh Địa Tạng thì tôi đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại hoang đường, nên không thèm đọc nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với Phật Pháp. Tiết Thanh Minh năm nọ, tôi không về nhà của bà ngoại để tảo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại, trông ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tăm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi, vì sao lâu rồi không thấy cháu đến thăm ông vậy? Thức dậy, tôi rất là buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp. Vừa nhận ra tôi là con gái thì kể từ đó về sau, bà chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên nhà chồng. Do đó mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ, liệu có nên đem tôi cho nhà khác để nuôi hay không? Ông ngoại tôi biết được chuyện này, bèn khuyên răn mẹ tôi, sau đó bà đem tôi về nhà cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát khỏi cảnh bị đem cho nhà người, nên tôi rất là mang ân huệ của ông ngoại. Tôi ở nhà ngoại được một năm thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy bất ngờ và rất buồn. Hai ngày sau, tôi xin nghỉ phép để về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết đó là, nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may. Nên bà ngoại lo lắng, bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế cho ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này đã trở thành nỗi lo dày dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hễ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào linh thì họ vội đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy, tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà thầy này xem một hồi rồi nói, ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm, không có ánh mặt trời, xung quanh toàn là nước, lại bị hai con mãng xà quản thúc, bản thân ông còn khó bảo trọng, nói gì đến chuyện giúp cho người thân. Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy về làm phép, cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế cho ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng thấy đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp, nên cứ tưởng làm vậy là giúp cho ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh Địa Tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất, tuyệt không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất, mà càng làm tăng thêm tội nặng cho mình và cho người mất.
Tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội, tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh vận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra, lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng, xem như mình vớ được cọng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên hễ nghe các pháp hữu nói có pháp môn nào tốt, tôi liền tìm học và tu theo pháp đó. Năm 2013, khi nghe tin sư tỷ Bất Ngữ đến chùa Đông Lâm để làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp máy linh vị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại mà cũng không dám về nhà để hỏi, sợ gia đình biết tôi học Phật sẽ cười chê, nên trên bài vị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật, hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy ngày xưa nói, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm phúc thiện gì, tôi đều hồi hướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông là gì, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ác sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn sẽ được lợi ích. Tiết Thanh Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nôn nóng, thuở giờ luôn cảm thấy kinh Địa Tạng quá dài, ít chịu tụng kinh. Nhưng nghe mọi người nói kinh này có công năng siêu độ thân nhân đã mất rất là hay, nên tôi cũng chịu khó theo đoàn trì tụng 7 bộ. Lúc đó Liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ cúng tế thức chay đơn giản, tụng thí thực và chú vạn sinh thì có thể làm lợi ích nhiều cho người đã mất. Vì vậy mà buổi tối trước tiết thanh minh, tôi ráng học thuộc chú vạn sinh. Sáng ra lúc đi tảo mộ dân lễ, tôi cúng thí thực, trì chú lục tự đại minh chú và tụng 7 lần chú vãng sinh hồi hướng cho ông ngoại và cửu huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ tôi mộng thấy ông ngoại về. Ông không nói gì với tôi, chỉ dùng bút sắt viết ra tên của ông. Sáng hôm sau, tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà ngoại có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân hay không. Bà ngạc nhiên hỏi, làm sao mà con biết hay vậy? Lúc đó tôi rất xúc động, như vậy đúng thật là ông ngoại đã về báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi, có phải ông ngoại dáng người vừa tầm, cao khoảng 1m65, sườn gò má hơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro, túi bên tả thường vắt một cây bút sắt phải không ngoại? Bà ngoại đáp, đúng vậy, đúng vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết là khi tôi 1 tuổi thì ông ngoại đã lìa đời, cho nên tôi hoàn toàn không rõ vóc dáng của ông. Những hình ảnh này tôi thấy ông ở trong mộng, sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lẩm bẩm, cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối còn nhỏ kìa chứ. Biết được tên của ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm linh vị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật thức, cũng trịnh trọng làm bài vị vãng sinh cho ông ngoại. Suốt 1 năm này, nhờ tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần đối với chú Đại Bi sinh khởi tín tâm, tôi bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Vì nghe nói mỗi ngày trì 108 lần, cộng thêm 3 biến tâm kinh có thể siêu độ cho người đã mất, rất phi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh, cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa Tạng để cầu cho ông. Tháng 10, tôi đi Nam Sơn Tự, sau đó về thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất là đẹp, trang nghiêm, dung nhan sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã vãng sinh vào cõi lành rồi. Thành tâm trì chú Đại Bi, thai nhi hết bệnh đau. Chẳng giống mấy lần siêu âm trước, nét mặt bác sĩ lần này hết sức nghiêm trọng. Đôi mày rướn lên, đôi mắt nhìn xoáy vào màn hình siêu âm trước mặt. Tay cứ thế rà đi rà lại trên phần bụng bầu của sản phụ, soi lại một lần nữa xem sao. Hay đúng là có dấu hiệu không ổn chút nào. Anh bác sĩ ái ngại khi phải thông báo tin xấu này cho một người phụ nữ còn đang ngập tràn niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Sự vui mừng hiển hiện rõ ràng trên nét mặt lúc nào cũng rạng ngời của Hạnh. Thay vì nói trực tiếp với bệnh nhân, bác sĩ hạ thiết bị siêu âm xuống, rồi rảo bước ra bàn làm việc, cầm bút viết vài dòng ngắn gọn lên cuốn sổ y tế đã nằm sẵn ngay trước mặt bàn. Kèm theo đó là tấm ảnh siêu âm thai nhi bên cạnh. Sản phụ Mỹ Thạnh, sinh năm 1983,
cư trú tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, mang thai 13 tuần rồi. Kết luận thai có dấu hiệu mắc chứng bệnh đau ở mức độ nguy cơ rất cao. Thấy mặt bác sĩ nghiêm trọng, không đáp trả vui vẻ với sự hân hoan của cô như mọi lần, mà lặng lẽ ra bàn làm việc ngồi chờ sẵn ở đó, khiến Hạnh cảm nhận được có vấn đề gì đó không ổn. Tuy mới mang thai 13 tuần, nhưng vì là lần đầu tiên làm mẹ, không khỏi bỡ ngỡ và nâng niu, Hạnh bước xuống khỏi chiếc giường đơn, trải chiếc ga màu trắng quen thuộc một cách từ tốn, rồi chậm rãi bước ra chiếc ghế ngồi đối diện với bác sĩ, như sẵn sàng chờ đợi một điều gì đó không tốt đến với mình. Bác sĩ vừa đẩy tờ phiếu khám tới trước mặt Hạnh vừa nói luôn, em xem kết quả đi, thai nhi có dấu hiệu mắc chứng đau, em cần thực hiện chọc nước ói để kiểm tra sau vài tuần nữa. Tận mắt nhìn thấy tờ phiếu khám, tận tai nghe rành rọt từng lời bác sĩ nói, tất cả mọi thứ đối với Hạnh khi ấy dường như sụp đổ, niềm hạnh phúc đang dạt dào bỗng chốc vụt biến mất. Khuôn mặt cô ngay lập tức biến sắc, không còn khuôn miệng nào lúc nào cũng nhoẻn cười tự nhiên. Em bé trong bụng không chỉ là niềm hạnh phúc của một mình Hạnh, mà còn là sự ngóng trông của cả gia đình cô. Bầu trời như sụp đổ trước mặt, Hạnh bối rối và xúc động mạnh mẽ bởi cái kết luận vừa rồi. Ngay buổi ngày hôm đó, chẳng nghĩ được gì hơn nữa, Hạnh cứ thế thẫn thờ đi tới một nơi vốn dĩ quen thuộc với cô. Nhưng đã là một thời gian dài kể từ khi lấy chồng, Hạnh không còn lui tới. Chùa Quán Thế Âm Thích Quảng Đức nằm ở quận Phú Nhuận. Đứng trước cổng chùa, Hạnh ngửa mặt lên trời nhìn những áng mây xanh đang lững lờ trôi. Trong lòng cô dấy lên những suy nghĩ miên man không rõ ràng, mơ màng về một tương lai không biết đi về đâu. Hạnh bất giác rảo bước thật nhanh vào chùa, cô quỳ rụp xuống trước tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cao lớn trang nghiêm, òa khóc nức nở. Như thể đứa con thơ sau bao ngày xa cách, nay trở về với mẹ thiên nhiên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Hạnh tha thiết thỉnh cầu Bồ Tát gia hộ cho đứa con trong bụng của cô được bình an vô sự. Hạnh phát nguyện dũng mãnh trước Ngài, sẽ thường xuyên lên chùa lễ lại Ngài và trì chú đại bi, không biến lễ, bất chấp sự bận rộn của một người phụ nữ đã lập gia đình lại đang mang bầu hơn 3 tháng. Hạnh vốn dĩ đã có duyên lành với Phật Pháp từ nhỏ, bình thường cô hay theo người thân, bạn bè lên chùa tụng kinh cùng đạo tràng. Nhưng từ khi lấy chồng tới nay, do có quá nhiều thứ phải quan tâm hơn, nên Hạnh chẳng còn lui tới chùa thường xuyên nữa. Chỉ tới khi có biến cố xảy ra như thế này, chẳng biết phải bấu víu vào đâu, cô mới chợt nhớ tới Tam Bảo. Trong lòng Hạnh lúc này cảm thấy vô cùng ăn năn, dày dứt vì thời gian qua vừa mải mê cuốn theo dòng xoáy của cuộc sống mà quên lui tới mái chùa yêu thương. Chúng ta thường như vậy đó, lúc vui thì chẳng thấy đâu, còn khi buồn khổ mới tìm tới các ngài. Tâm niệm này cần phải được thay đổi, bởi nếu chỉ tìm tới Phật Pháp để cầu xin được cái này, được cái kia, thì đó không phải là tâm tôn kính Tam Bảo chân thật. Kể từ đó, Hạnh sắp xếp công việc, hầu như ngày nào cũng lui tới chùa, cô kính cẩn quỳ lại trước Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và kỳ chú Đại Bi, hết sức tha thiết, chân thành, ăn năn sám hối. Cứ như vậy cho tới khi nào hai chân mỏi nhừ, cổ họng khô hết lại, miệng không thể công phu được nữa mới thôi. Ròng rã như vậy cho tới vài tuần sau. Theo như lịch hẹn của bác sĩ, Hạnh đến bệnh viện để làm xét nghiệm chọc nước ối. Cô căng thẳng chẳng nghĩ được gì, miệng cũng chẳng nói được lời nào. Kết thúc thủ thuật, Hạnh cùng người nhà ngồi hành lang chờ nhận kết quả. Mấy tiếng trôi qua, sao mà dài thăm thẳm, cứ như cả ngày trời vậy. Mỹ Hạnh nhận kết quả nhé! Cô y tá đứng trước cửa phòng bác sĩ, lớn tiếng hô to giữa cả rừng người đang chờ dọc hành lang. Hạnh ngay lập tức lao tới, nhận tờ xét nghiệm chọc ói, bắt cô đảo đi đảo lại, bỏ qua những thông tin chuyên ngành mà cô chẳng hiểu là gì. Chỉ muốn tìm dòng chữ, những thông tin chuyên ngành mà cô cũng chẳng hiểu là gì. Chỉ muốn tìm dòng chữ kết luận trên phiếu khám. À đây rồi, ở tích phía dưới cùng của trang giấy có ghi kết luận là thai nhi bình thường. Hạnh mở to đôi mắt, nhìn đi nhìn lại như thể sợ nhìn nhầm. Nhưng không, cô không nhầm, đúng là bốn chữ ấy, thai nhi bình thường. Hạnh lặng đi một chút, định thần lại, rồi như vỡ oà, mọi sự lo lắng căng thẳng ban nãy giờ tan biến không còn sót lại. Cô vừa sung sướng vừa xúc động, nghĩ tới sự từ bi vô biên vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng.
Hạnh mang thai em bé đầu lòng năm 2011 và nay con cũng đã khôn lớn, phát triển khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu gì bất ổn cả. Sự tha thiết thành tâm của Hạnh đã cảm ứng tới Đức Quán Thế Âm, hạnh phúc thay được nương tựa Tam Bảo, hạnh phúc thay được nương theo Phật Pháp. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Sởn gây ốc chuyện thai nhi báo thù cho mẹ. Chị hỏi thật mày, mày đi phụ đám tang nhiều như vậy có thấy ma bao giờ chưa? Bất chợt, chị Nhung nhìn thẳng vào mắt của tôi và hỏi. Nãy giờ ngồi trong quán, hai chị em tán dóc nhăn cuội, tự dưng chị đổi đề tài. Vốn nhóm của chúng tôi hay tham gia những việc thiện nguyện, phụ giúp những gia đình neo đơn, có người thân qua đời không lo nổi ma chay. Nghe chị hỏi tôi đáp luôn. Em mong còn không gặp đây, người ta có về thì về gặp người thân của họ, chứ gặp em để làm gì? Vừa phì phèo điếu thuốc, chị hỏi tiếp. Vậy mày có tin là có ma không? Em tin. Chả có gì là không thể cả. Chị nhấp một ngụm cà phê, trích thêm một hơi thuốc, có vẻ để lấy thêm tinh thần, rồi chị hạ giọng nói với tôi, để chị kể chuyện cuộc đời của chị cho mày nghe. Nó là vết sẹo lúc nào cũng đau đớn nhức nhối trong lòng chị. Chị Nhung lớn hơn tôi 7-8 tuổi, đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Nghe nhóm đi từ thiện ở đâu là hăng hái đi liền. Còn thì tôi nhỏ nhất trong nhóm thiện nguyện, đa số là các cô các chú đã lớn tuổi, thì mấy anh chị cũng đều lớn tuổi hơn tôi. Vì chung một nhóm, bao nhiêu lần đi làm từ thiện với nhau, nên tôi quen biết chị, rồi ngày càng thân nhau hơn, xem như là chị em trong nhà vậy. Chị bắt đầu kể. Đời chị là một chuỗi đau khổ nối đuôi nhau em à. Có lẽ chị được sinh ra trong kiếp này là để trả nghiệp, đền tội cho quả báo kiếp trước vậy. Gia đình chị, người Việt gốc Hoa, sau năm 1975, khi chị mới sinh ra được mấy tháng, thì ba mẹ chị đi vượt biên, gửi chị lại cho một bà chị họ. Hàng tháng ba mẹ gửi tiền về cho bà dì nuôi chị. Chị không biết ba mẹ gửi về bao nhiêu, nhưng chị sống rất là khổ. Ngày ngày đều là cơm chan nước mắt. Gia đình họ, người này thay phiên người kia mắng chửi, đánh đập chị mỗi lúc họ buồn, họ hết tiền. Chị biết thân biết phận nên rất ngoan, rất giỏi phụ giúp mọi việc. Trong nhà có bà chị họ lớn hơn chị 2 tuổi, chỉ riêng bà ấy thường đứng ra bảo vệ chị mỗi khi chị bị ăn hiếp, thế nên hai chị em rất là thân nhau. Năm đó chị lên lớp 9, một hôm chị ấy bảo, hôm nay là sinh nhật của chị, mày mặc đồ thật đẹp, tối chị về chị chở mày đi chơi. Vì chả mấy khi được chị chở ra ngoài đường chơi. Tối đó cả đám ăn uống xong rủ nhau đi karaoke hát hò, rồi lại rủ nhau đi khách sạn. Chị nào có biết gì, người ta chở đi đâu thì chị đi đó thôi. Vào trong khách sạn, cả đám bài bồ đà, hàng trắng ra hít. Có đứa rủ chị hít, cái này thì chị biết. Chị từ chối thẳng thừng. Chị chỉ ngồi uống nước và nhìn họ phê thuốc với nhau. Chẳng hiểu sao, chị bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng. Thế rồi chị ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy, chị thấy toàn thân mình đau nhức. Người không một mảnh vải che thân. Nhìn quanh là đám bạn của bà chị họ, đang nằm ngủ la liệt. Hiểu ngay ra số phận của mình, chị đau đớn, ôm thân mình ngồi khóc tức tưởi. Sau đó bà chị họ kia chở chị về nhà. Trước khi về, không quên hăm dọa chị một trận, dặn là không được nói cho ai biết hết, bằng không sẽ bị đánh, bị đuổi học. Khi ấy chị còn nhỏ dại, chị sợ, rất sợ bị đuổi học. Vì chỉ lúc đi học, chị mới có cái cớ ra khỏi cái nhà như nhà tù, nhà ngục ấy. Thế nên chị cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà im lặng. Từ ngày đó, chị cũng trở nên bất cần, cứng đầu, cứng cổ. Chị như muốn nổi loạn. Trước người ta đánh chị còn văn xinh, nay mặc kệ. Muốn đánh bao nhiêu thì đánh, chị cứ trơ ra. Cuối năm lớp 9 cũng là thời gian ba mẹ chị về lại Việt Nam. Chị được ba mẹ đón về nhà. Và không bao lâu, ba mẹ chị cũng phát hiện ra cái bụng của con gái mình. Mẹ chị dẫn chị vào bệnh viện Từ Dũ để khám. Bác sĩ cho biết thai nhi được 20 tuần tuổi rồi. Và rồi chị bị đánh một trận thê thảm, bị chửi là đồ hư hỏng. Ba mẹ vặn hỏi chị cha đứa bé là ai. Đến nước này thì chị chẳng cần giấu giếm gì cả, vừa khóc vừa tuôn hết mọi chuyện ra. Lập tức bà chị họ kia bị nắm đầu lại, hỏi đầu đuôi cho ra nhẽ. Lúc này chị mới đau đớn nhận ra, người chị họ mà chị yêu thương tin tưởng, người mà lúc nào cũng bảo vệ chị, lại chính là người hại chị thê thảm nhất. Hóa ra bồ chị ta dọa chia tay,
Chẳng biết vì sao chị ta lại lụy tình đến như vậy, van xin đủ kiểu để hắn ta đừng bỏ chị. Thế nên tên nhàm hiểm ấy đã vẽ ra một kế hoạch bẩn thỉu, đòi chị ta phải đáp ứng. Ấy vậy mà ba chị họ kia cũng đồng ý. Chị ta cam tâm bỏ thuốc ngủ vào ly nước của chị, rồi dâng chị cho bồ của chị ta và đám bạn thay nhau cưỡng hiếp. Thật sự khi ba mẹ hỏi về cha của đứa bé, chị cũng chả biết con chị là của tên nào trong đám đó. Chị không muốn bỏ, nhưng mẹ chị ép chị phải phá bằng mọi giá. Mẹ chị đưa chị vào từ vũ bỏ đứa bé ấy đi, nhưng bác sĩ nói thai lớn quá rồi không bỏ được. Bà lại dẫn chị ra phòng khám tư, rồi bà năn nỉ mãi người ta mới chấp nhận cho chị uống thuốc kích sinh non. Chị vừa tuổi vừa đau, nhưng mẹ ép quá nên phải vâng lời. Đào quằn quại 2 ngày trời, chị mới sinh ra được một cái thai nam, tím tái. Mọi chuyện cũng dần chìm vào quên lãng. 3 năm sau, chị học lớp 12, kinh tế gia đình trở nên sa sút. Ngày ba mẹ chị mới về Việt Nam, kinh tế rất vững, có thể nói là giàu số 1, số 2 trong cộng đồng người Hoa chỗ chị ở. Này vì mẹ cứ đau bệnh truyền miên, hết bệnh viện này đến phòng khám khác. Thuốc thang tốn kém kiểu gì cũng đã thử, nhưng bệnh cứ trơ ra, không thể khỏi. Tiền hết, ba mẹ chị bán cả đất cả nhà, bán hết tài sản để mẹ chị được ra nước ngoài chữa trị. Rồi thì cũng không thấy bệnh tình khuyên giảm chút nào. Một ngày nọ, sau khi chị đi lễ ở nhà thờ Ba Chuông về, trên đường Lê Văn Sĩ, quận Phú Nhuận, chị đang ngồi ăn bánh ướt ở quán, thì có một cô gái ngồi gần đó, cứ nhìn chị với một ánh mắt dò xét. Con có anh chị em gì chết kẻ không? Chị trả lời, không cô à, con là con một mà. Cô ấy bảo, vậy thì chị phải đi qua quận 3, nhà cô đó, địa chỉ đó, nhờ người ta gọi hồn xem sao, vì cô ấy thấy có phong đứa bé cứ đi theo chị. Chị cũng bán tính bán nghi, nhưng tính tò mò, nên cũng đi thử một chuyến xem sao. Đến nơi đủ đứa các loại nghi lễ gọi hồn, gọi mãi một lúc sau, cô kia tự nhiên rùng mình, rồi khóc e oe như trẻ con, rồi vừa miếu máu vừa kể lễ. Con thương mẹ lắm, nhưng con ghét bà ngoại không cho con ra đời để gặp mẹ. Nghe đến đây, bao nhiêu tuổi hờn chuyện năm ấy ùa về, tự nhiên chị cũng oa khóc theo đứa bé. Đứa bé cứ thúc thích khóc, giọng nói ngọng nghịu, không được tròn vành rõ tiếng. Nó kể lúc người ta lôi nó ra ngoài, họ lấy cái kìm kẹp đúng vào cái miệng, rồi lôi nó ra làm nó bị rách miệng. Rồi nó kể nó tìm về bà ngoại, người khi xưa quyết lôi giết nó để báo thù. Ngày thì nó cưỡi lên đầu, nắm tóc bà ngoại, ghì xuống mà đạp mà hành. Đêm thì nó phá không cho bà ngoại ngủ. Đó là lý do vì sao mẹ chị đau đầu quằn quại, đau cổ, nhức vai, mất ngủ mà khám lại không ra bệnh gì, đến mức tán gia bại sản vì chữa chạy cũng không thể khỏi. Nó còn bảo, con trả thù cho mẹ rồi đấy. Đứa hại mẹ, con cho nó treo cổ chích tươi rồi. Chị giật nảy mình, không biết nó nói có thật hay không, hay chỉ là một đứa con nít nói đùa. Rồi chị tạm biệt nó, hẹn nó một ngày gần nhất, lại gọi lên gặp để nói chuyện. Về nhà, chuyện nó nói làm chị đứng ngồi không yên, chị liền tìm đến ngôi nhà của bà dì hỏi thăm. Chị hận họ thấu xương, nên không muốn nghe một chút tin tức gì của họ nữa. Kể từ ngày mẹ chị đón chị về nhà, chưa một lần nào chị quay lại căn nhà ám ảnh ấy nữa. Hỏi ra mới biết, đúng thật, ba chị họ kia đã kêu cổ tự tử, chết cũng được mấy tháng rồi. Chị lập tức về nhà, kể lại cho mẹ chị nghe. Mẹ chị cũng bán tín bán nghi, gia đình theo đạo Công giáo, nên cũng không tin mấy chuyện kiểu này. Nhưng trước những chứng cứ sơ sơ, mẹ chị cũng đồng ý theo chị đi gọi hồn. Sau những nghi lễ như lần trước, thằng bé lên nhập vào người ta, nó liền khóc, vừa sổ ra một tràng những lời tủi hận. Nó kể lễ trách móc, oán hờn mẹ chị đủ kiểu, con ghét bà ngoại lắm, con không thương bà ngoại lâu. Mẹ chị cũng khóc nức nở, đến lúc này, nghe những điều nó nói, nó kể về chuyện năm xưa thì bà đã tin. Bà van xin thằng bé, xin con hãy hiểu cho ngoại, lúc đó mẹ con còn quá nhỏ, nó mới học lớp 9, tương lai của nó sẽ ra sao? Bà ngoại cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nếu con thương mẹ, cũng hãy hiểu và thông cảm cho ngoại. Mẹ chị phải hứa là rước nó về, đem lên bàn thờ thờ đàng hoàng, mãi nó mới chịu tha thứ cho mẹ. Cũng bao nhiêu năm qua rồi, nhưng chị vẫn bị ám ảnh, nên nó giờ nhiều năm chẳng quen được ai cả. Chị sống gần như bất cần đời như vậy đấy. Thời gian rảnh, chị đều đi làm thiện nguyện.
Có như vậy trong lòng mới tìm được một chút niềm vui. Đó, cuộc đời chị nó như thế đó. Tôi lặng người nghe hết câu chuyện của chị, tâm càng như thắt lại, không nói được lời nào. Chị rít một hơi thuốc lá, rồi nhìn ra xa, từ từ nhả ra những sợi khói xám xịt, xám như cuộc đời của chị vậy. Giết chó, bị hồn chó đến báo thù. Anh ta có biệt danh là Vu Tử, đã hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, tính tình thì ngay thẳng, làm việc siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao nên được ông chủ và mọi người xung quanh yêu mến. Nhưng có một điểm lạ là tại sao suốt năm làm việc vẫn không thấy anh xin về thăm nhà. Mấy năm trước, bí mật này mới được phô bày. Hẹn giờ vào đúng giữa mùa đông, gió bắc thổi ào ào, vả lại vào sáng sớm nên cái lạnh càng thấu xương, thấu thịt. Do sự đòi hỏi của cuộc sống nên chúng tôi ở lại làm thêm ca đêm. Sau khi hoàn thành công việc được giao, tất cả chúng tôi đều mệt mỏi ủ rũ, không ai ngước đầu lên nổi, miệng thì ngáp liên hồi. Trời vừa lạnh lại vừa buồn ngủ nên tất cả chúng tôi đều ngồi chụm lại, nhờ hơi ấm truyền nhau nên tranh thủ ngủ được một lát. Đột nhiên chúng tôi nghe có tiếng chửi mắng rất thậm tệ đâu đây. Bỗng chốc mọi người ở gần đều kéo đến xem thử có chuyện gì mà mắng chửi ầm ĩ như vậy. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là hai người bạn đồng nghiệp trực ban hôm qua nói chuyện với nhau. Hai người đó, một người tên là Vu Tử, còn người kia tên là Nụy Tử Tài. Cả hai đều làm công như chúng tôi, cũng đều là dân ở tỉnh khác đến, nghỉ qua đêm ở đây. Kỳ lạ là chỉ cần Vu Tử đi vài bài quyền sơ sơ thôi, thì 10 Nụy tỷ bài cũng chết, huống chi là một. Thế mà không biết vì sao hôm nay Nụy Tử Tài lại hùng hổ mắng nhiếc Vu Tử thậm tệ đến như vậy. Mọi người cùng hỏi, thường ngày á thấy hai người này như tay chân mà hôm nay lại mắng nhiếc nhau dữ vậy. Xin nói rõ cho chúng tôi xem chuyện gì vậy? Nụy Tử Tài chỉ vào Vu Tử rồi nói với giọng đầy bực bội, tối hôm qua ổng phát bệnh thần kinh hay sao mà cứ la lối, nói năng lảm nhảm suốt đêm à, báo hại tôi với mọi người không ai ngủ được hết trơn á. Hôm nay không biết tôi có đi làm nổi đi không nữa. Nói đến đây, mặt anh Nụy biến sắc. Mọi người chỉ nghe không còn đỡ nha, chứ thấy được cái bộ dạng đêm qua của hằng Vu á, trời đất ơi, nó giống như là bị ma nhập vậy đó. Tôi ngước lên nhìn Vu Tử, thấy thần sắc của anh ta rất xấu, nên mới vẫy tay gọi anh ta ngồi xuống gần. Tôi bắt đầu hỏi chuyện, nhưng tôi hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Sau cùng do mọi người thúc ép quá, nên anh ta mới ngập ngừng nói, Đêm hôm qua tôi thấy quỷ. Nghe anh ta nói xong, ai cũng dựng tóc gáy. Ngay lập tức mọi người đều ngồi im lặng, không dám nhúc nhích hay cười nói gì nữa. Cả đám đều chăm chú lắng nghe. Anh ta nói lắp bắp, khoảng 7-8 năm trước, cũng vào một buổi sáng mùa đông, lúc đó nhà tôi ở giữa thung lũng. Do nhàn rỗi nên tôi cùng với em trai ngồi dưới gốc cây cổ thụ trước sân nhà. Gió mạnh quá khiến anh em tôi run cầm cập. Đột nhiên tôi nghĩ mùa đông là mùa làm cho thịt động vật ngon nhất. Vừa nghĩ xong tự nhiên tôi thèm thịt chó rõ rải luôn. Nên tôi bàn với em mình, em à, nếu bây giờ mà có thịt chó ăn thì không còn gì tuyệt vời, phải không em? Anh chỉ mơ ước gì không có không ạ? À? Nói câu này xong, tự nhiên mắt nó sáng lên. À, có con chó vàng ở nhà bên cạnh, không phải nó vừa mập vừa lớn đó sao? Đúng rồi, tại sao anh không nghĩ ra kia chứ? Nói là làm, tôi lấy một sợi dây thừng thắt thành nút thòng lọng, rồi dụ con chó nhà kế bên qua. Khi nó vào vòng, chỉ cần giật nhẹ cái là bắt được, vừa đỡ tốn sức, vừa không sợ bị nó cắn. Bình thường con chó này vốn quen thân với chúng tôi, đến khi chúng tôi gần thọc huyết nó rồi mà nó vẫn còn giãy giãy cái đuôi, mà nước mắt nó tuôn chảy. Trong ánh mắt của nó lúc đó hình như mong mỏi chúng tôi buông tha, chỉ coi hành động vừa rồi là trò chơi đuổi bắt chứ không phải là sự thật. Đến khi thấy tôi cầm dao đến, nó biết là không thể tránh khỏi cái chết. Nó không giãy đuôi nữa mà mặt mày buồn thảm, bộ dạng cực kỳ đáng thương. Nhưng lúc đó, sự tham ăn đã làm mờ mắt, chúng tôi vẫn không chút động lòng trước hành động cầu xin của nó. Nó không phản kháng nữa,
mà cho dù nó có phản kháng cũng không được. Vì từ đầu cho đến cuối, nó chỉ có những hành động đau đớn quằn quại, chảy nước mắt. Chúng tôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới giết được nó. Lúc nó chết, hai mắt nó nhìn chúng tôi trừng trừng, mặt đầy căm hận, lưỡi thè dài ra khiến chúng tôi nhìn sợ phát khiếp. Nhưng nghĩ đến cái mùi vị thơm của thịt nên chúng tôi chẳng quan tâm nữa. Cố hết sức lôi con chó đó vô nhà bếp rồi chặt đầu nó. Vì đầu không thể ăn được nên chúng tôi đem vứt, sau đó mới lột da, mổ bụng. Do làm biếng sợ ăn không hết nên chúng tôi bỏ hết bộ đồ lòng, chỉ lấy phần thịt lại mà thôi. Sau khi rửa ráy xong mới bỏ hết gia vị vào trong bụng, mài lại rồi đốt lửa lên quay. Trong khi chờ thịt chín, tôi bảo em tôi đi mua 2 chai rượu nếp. Anh em tôi vừa ăn thịt vừa uống rượu, tận hưởng hương vị cho đến nửa đêm, có thể nói là vô cùng thỏa thích. Nhiều năm sau đó, có một đêm nọ, tôi nằm mộng thấy con chó vàng nó trở về, giống y như là lúc nó còn sống. Nhưng khi thấy tôi, nó không vẫy đuôi nữa, mà nhìn tôi trừng trừng, mặt mày hung tợn, ánh mắt như 2 cục lửa lớn. Lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, định chạy trốn. Nó liền nhảy phốc tới cắn vào cổ của tôi. Tôi sợ quá hét to lên, cứu tôi với. Hô xong, tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi chảy ướt đẫm cả thân, nhiều đến nỗi ướt cả áo quần và chảy thành giọt xuống đất. Từ đó về sau, đêm nào tôi cũng thấy nó về đòi mạng. Đêm nào nó cũng khiến tôi phát khiếp. Gia đình cho rằng tôi bị trúng tà ma nên mới mời thầy cúng về chữa bệnh. Ông ta dùng hết tất cả những biện pháp mà vẫn không thể đuổi được hồn ma của con chó. Lâu ngày không nhẫn tâm nhìn thấy gia đình hao tâm tổn trí vì mình nên tôi quyết định trốn đi. Một năm sau, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai, đó là em trai tôi vừa mới qua đời. Nghe xong, tôi lập tức về liền. Vừa về đến nhà, tôi nghe người thân kể lại, từ ngày tôi đi khỏi, em trai tôi cũng gặp phải căn bệnh kỳ quái như tôi. Nhưng nó bị nặng hơn, lúc nào nó cũng thấy con chó vàng về đòi mạng cả ngày lẫn đêm. Nó luôn la hét ầm ĩ, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nó bắt đầu đi như chó, hú như chó. Trước khi chết, nó ngửi ngửi dưới đất y như là con chó vậy. Nó bò đến nhà chứa củi, không biết ai để cây cuốc ở trong đó. Nó lấy cuốc xuống, đập vào đầu, chẳng bao lâu thì chết. Nghe xong, người tôi nổi đầy gai ốc, tôi hỏi, vậy cái cuốc đó hiện giờ để ở đâu? Người nhà bảo, vẫn để ở trong nhà chứa củi. Tôi vội chạy đến nhà chứa củi. Trời ơi, tôi không nằm mơ đó chứ. Không sai vào đâu được, cây cuốc đó chính là hung khí mà anh em tôi đã dùng để đập chết con chó vàng. Diện cớ là vì vấn đề làm ăn, chôn cất em xong. Nửa đêm hôm đó tôi cắp tóc quay trở lại Cao Hùng ngay. Suốt dọc đường thật là thần hồn nát thần tính. Chỉ cần tiếng gió thôi, tiếng lá cây thôi cũng làm tôi toát mồ hôi hột, nổi gai ốc, tâm trí lúc nào cũng hỗn loạn, phập phồng lo sợ. Cảm giác này nói ra mọi người chắc không hiểu nổi đâu. Với lại tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả cho rõ ràng cảm giác này được. Lúc này tôi thấy con chó vàng đang thè lưỡi, nhè răng phóng tới. Tôi sợ quá hét lên rồi bắt đầu chạy, nhưng càng chạy càng thấy chậm. Suốt đêm đó tôi phải đối diện với tòa án lương tâm của mình. Cuối cùng hồn ma của con chó vàng lại tìm đến thật rồi. Nửa đêm nó xuất hiện trước giường của tôi đang nằm, giống như hung thần ác quỷ, nó nhè nanh như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Trong răng của nó phóng ra 2 tia sáng lạnh như muốn xuyên qua phòng tôi. Sợ quá, tôi quỳ xuống van xin nó khoan dung, tha lỗi. Vừa mới thấy nó nơi đó, vậy mà nó phóng lên cắn vào cổ của tôi lúc nào không hay. Càng cắn, răng nó càng cắm sâu vào trong cổ của tôi. Cứu tôi với, hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Tôi hét to và múa máy lung tung. Những người bạn cùng phòng nghe tiếng la của tôi nên đánh thức tôi dậy. Thì ra là tôi gặp ác mộng. Bạn bè cứ luôn chế giễu cho tôi làm nhiều tội ác quá nên mới thường gặp ác mộng. Tôi thấy mình đâu có nằm mộng đâu, vì lúc đó tôi chưa ngủ, mắt vẫn mở. Tôi sợ quá không dám ngủ. Nằm mà tôi cứ luôn nghĩ không hiểu tại sao, dù tôi đã cầu xin như thế nào đi nữa thì con chó vàng cũng không tha thứ. Tôi chợt nhớ lại, lúc chúng tôi chuẩn bị giết nó,
không phải nó cũng đã từng cầu khẩn xin tha mạng đó hay sao? Bây giờ chỉ còn có cách lại bỏ đi nơi khác. Tôi đến Đài Bắc, tùy thay đổi 2-3 công ty, nhưng con chó vàng vẫn bám lấy tôi như bóng với hình. Khi tôi đi làm, nó cũng theo. Bao giờ tôi vào trong công xưởng rồi, nó mới đi mất. Do đó tôi xin ông chủ cho tôi ở lại luôn trong công xưởng. Tốt quá, tôi ở luôn trong công xưởng được 2 năm. Nhưng 2 năm đó không lúc nào tôi quên nó. Khi làm việc thì thôi, hễ nghỉ tay là lại nhớ đến nó. Cho nên buổi tối, tôi không dám bước ra khỏi cửa nửa bước. Bây giờ ai cho tôi thêm tiền, bảo tôi ăn thịt, tôi cũng không dám ăn. Ám ảnh tội lỗi đã chiếm toàn bộ tâm trí của tôi rồi. Chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Dù trốn chạy đi đâu thì nó cũng đến. Lúc này tôi thật thấm thía câu nói mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Pháp Cú mà người bạn đã cho tôi mượn xem hồi mấy tháng trước. Chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu xuống đáy biển. Dù tìm khắp thế gian này, chẳng có nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Tối hôm kia, con chó vàng nó dẫn thêm 7-8 con chó khác. Con nào cũng rất hung hăng, hung dữ, vây quanh lấy tôi. Bất thình lình, cả bọn nhảy lên người tôi, khiến tôi không thể nào cử động được. Chúng giữ tôi lại để cho con cá vàng cắn vào cổ tôi. Trong nhóm của chúng, có con cắn vào đầu, còn cắn vào chân, vào tay. Chúng cắn cho đến khi trên người tôi không còn chỗ thịt nào lành lặn. Toàn thân tôi chảy máu đầm đìa, đau đớn không thể nào tả xiết. Văn Tử nói đến đây, thấy bộ dạng của anh ta hình như là rất đau đớn, kinh sợ. Anh ta im lặng một lúc, rồi nói với giọng rất hối hận. Chó vàng là con chó có tánh linh rất cao. Trước kia nó có cảm tình đặc biệt với chúng tôi. Nhưng chỉ vì một tâm niệm tham lam muốn ăn thịt, chúng tôi đã nhẫn tâm xuống tay tàn bạo với nó. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng khác nào một con mãnh thú đội lớp người, có khi còn thua cả loài cầm thú. Sau cái chết bi thảm của em trai, trong thâm tâm tôi hiểu rất rõ cảnh của thế giới vô hình mà trước kia khi nghe ai nói đến, tôi đều biểu môi chê cười, chê họ là mê tín dị đoan. Tôi rất sợ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị chết thảm như em tôi vậy, nên không dám làm quen với bất kỳ cô gái nào, sợ mình sẽ gây đau khổ cho người ta. Sau khi em tôi chết được một tuần, suốt ngày tôi không được an ổn, nên tôi mới đi đầu thú. Tôi nghĩ nhờ hình phạt của pháp luật giúp tôi đỡ thấy ăn năn về lỗi lầm của mình hơn. Nhưng không ai chịu xử cái chuyện cỏn con ăn trộm chó, họ cho rằng tôi bị bệnh thần kinh. Reng reng, tiếng đồng hồ báo hiệu giao ban, mọi người như bừng tỉnh lại. Đứng dậy đi ra một cách lặng lẽ, người bạn làm chung với anh cũng đi làm việc của anh ta. Mỗi người mỗi việc, chỉ còn lại một mình Vu Tử, anh ta cây người nhìn mọi người đi ra. Khi mọi người quay trở về chỗ nghỉ thì đã 12 giờ trưa. Lúc ăn trưa, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Vu Tử đã xin thôi việc và đi rồi. Tôi vừa ăn cơm vừa nghĩ, lần này thì anh ta sẽ đi về đâu? Đi về phía đông hay phía nam? Rồi đây cánh lục bình kia sẽ trôi dạt về nơi nào? Có vật cản nào giúp nó dừng lại không? Một thời gian sau, cái tên Vu Tử bị cỗ máy thời gian nghiền nát. Do quá bận bịu lo toan cho cuộc sống nên không còn ai nhắc đến tên anh. Nhưng câu chuyện về cuộc đời anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, cảnh tỉnh mọi người mỗi khi định xuống tay giết hại một sinh mệnh. Vì nhân quả báo ứng tư hào, không sai chạy, không lọt một bụi trần. Phật pháp nhiệm màu, thằng con hư hỏng được Phật pháp giác ngộ. Giữa quán nhậu ồn ào đủ thứ tiếng, chợt vang lên một giọng nam khào khào như muốn át đi mọi âm thanh khác. Hằng kia, mày nhìn gì tao? Mày muốn chết hả? Tí gằn giọng, hai mắt lông sòng trợn lên, máu điên nổi phừng phừng. Anh khua tay, vớ ngay cái vỏ bia ở trên bàn, rồi hùng hổ xông tới bàn nhậu kế bên, hai hàm răng bám chặt vào nhau, vung tay đập một nhát vào đầu của người thanh niên khi cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người thanh niên kia thét lên một tiếng, đưa tay ôm đầu, máu đỏ tươi đã chảy thành dòng, xuyên qua từng kẽ ngón tay. Tại sao anh đánh tôi? Ai bảo mày nhìn tao làm gì? Tôi chỉ tình cờ đưa mắt qua thôi mà. Tình cờ cũng không được, nghe chưa? Không khí xung quanh vô cùng căng thẳng. Khách ở các bàn khác quyết định bỏ bữa nhậu còn đang dang dở, nhanh chóng trả tiền rồi bỏ đi, kẻo bị vạ lây. Chủ quán biết vậy cũng chẳng dám ho he nửa lời, bởi cảnh này vẫn thường xuyên xảy ra mỗi khi Tý xuất hiện. Người ta thường gọi anh ta là Tý Điền, là con trai của ông Nguyễn Định Kế, cư ngụ tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Anh này nổi tiếng cả vùng là kẻ lưu manh đầu gấu, thích đầu đánh đáy không cần lý do. Trong cốp xe của Tý luôn có sẵn một thanh kiếm dài và nhiều hung khí khác nhau để phục vụ tính côn đồ hành hung bất chấp của mình. Các chủ quán nhậu thấy anh ta lui tới thì sợ xanh mặt, khách đang ngồi cũng tự khắc đứng dậy sang ngồi quán khác vì sợ máu điên của Tý. Ông Kế vốn là một Phật tử tu hành pháp môn Tịnh Độ, ăn chay niệm Phật chuyên cần, nhưng có người con hư hỏng ngỗ nghịch hết phần của người khác nên không khỏi phiền muộn. Tý thường xuyên bỏ nhà ra đi, có khi 2-3 tháng chẳng về, nếu có về Lâm Hà cũng chẳng thèm ghé qua nhà hỏi thăm cha mẹ, chỉ có đánh lộn nhậu nhẹt khắp nơi mới là thú vui của anh ta. Mỗi khi hay tin con trai đi gây gỗ, ông Kế lại ôm đầu sầu não. Chỉ những lúc tĩnh tọa niệm Phật mới giúp ông vơi bớt nỗi u sầu chất chứa trong lòng. Tý đã gây họa quá nhiều, ông Kế biết những gì mà con trai mình làm sẽ có quả báo khốn khổ, không sớm thì muộn, không kiếp này thì kiếp sau. Vì muốn cứu con, người cha già không đành lòng, quyết tâm phải làm gì đó để kéo Tý ra khỏi con đường tội lỗi này. Vốn có nhân duyên với Tịnh Thất Quan Âm thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông Kế mỗi dịp cuối tuần thường lên đây chuyên tu cùng đại chúng. Ông mạnh dạn chia sẻ về đứa con của mình với thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhàn và được thầy hướng dẫn cách thức hóa giải. Bằng tình thương của một người cha, ông Kế chẳng quản khó khăn mệt nhọc, quyết dùng Phật Pháp điều phục đứa con nghịch tử. Thực hiện theo lời thầy hướng dẫn, ông Kế về nhà, ngày ngày lại Phật, niệm Phật và tụng kinh hồi hướng công đức cho Tý. Cứ sáng ra, ông tụng nửa cuốn kinh Vô Lượng Thọ, chiều về lại tụng nửa cuốn còn lại. Cả ngày thì niệm Phật không tính kể. Tất cả công đức, ông đều đem hồi hướng hết cho Tý. Ròng rã như vậy nhiều ngày, ông Kế có niềm tin mãnh liệt rằng Phật Pháp nhất định giúp con ông hồi đầu hướng thiện. Ấy thế mà, 2 tháng đã cho qua, người cha vẫn không thấy có gì chuyển biến cả. Ông thấy chán nản, và cũng có chút thất vọng, nên lên chùa hỏi lại thầy Thích Giác Nhàn. Thầy nghe xong thì không vẽ thêm cách thức nào khác, chỉ động viên ông phải tiếp tục kiên trì thì mới có kết quả. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tự mình thay đổi đã khó, muốn thay đổi người khác còn khó hơn rất nhiều. Không thể mới 2 tháng mà thoái chí được. Thầy nói phải, chưa gì mà mình đã định bỏ cuộc rồi. Vì thằng Tý dù có bao lâu cũng phải cố. Ông Kế tự nhủ. 1 tháng sau, Tý bất chợt trở về nhà. Đã lâu rồi anh không gặp cha. Vốn là một kẻ máu lạnh vô tình, chẳng bao giờ biết rung động. Thế nhưng lần này, Tý không khỏi ngậm ngùi khi nhìn thấy bóng dáng ông Kế hiện rõ những dấu hiệu của tuổi già. Những vết chân chim đã hằn sâu nơi khóe mắt, thân thể cồm cõi, không còn tráng kiện như xưa. Rồi chẳng bao lâu nữa, cũng sẽ phải ra đi như một lẽ tất yếu. Tý nhìn cha cất tiếng nói. Thôi, ba lo tu đi cho thanh thản đầu óc. Nhớ đâu còn có kiếp sau thì nhờ tu cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Mày nói được câu đấy thì mày cũng nên đi tu đi. Ông Kế nhẹ nhàng đáp lời con trai. Thực tình Tý nói vậy thôi, chứ trong lòng chẳng suy nghĩ được như thế. Anh ta chỉ động lòng thương người cha già cả, chứ biết gì đâu mà tu tập. Thế nhưng cứ thế như thể có một điều gì đó dẫn dắt suy nghĩ của Tý. Một hôm khi đang nằm nghỉ, anh ta vắt tay lên trán, lắng lòng ngầm nghĩ về cuộc đời. Mình gần 40 tuổi rồi, chẳng mấy thì cũng già như ba, cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Chẳng hay mình sẽ đi về đâu sau khi từ giã cuộc đời này. Tý tự vấn trong lòng, đau đáu về câu hỏi mà mình tự đặt ra, nhưng anh chưa có được câu trả lời. Một ngày cuối tuần, Tý chợt cao hứng lấy xe, đòi chở ba mẹ lên Tịnh Thất Quan Âm. Khi vừa vào tới phòng của Đại Đức Thích Giác Nhàn, nhìn thấy thầy, bỗng nhiên anh ta run rẩy nổi da gà, tóc tai dựng đứng, cả người lạnh ngắt. Quái lạ, sao ngoài đời mình chả biết sợ ai, vào đây gặp thầy tu, mình lại bị như vậy nhỉ? Tý thắc mắc. Trở về nhà, chính cái cảm giác kỳ lạ đó đã khơi gợi trong lòng Tý điên nhiều suy nghĩ mà từ trước tới nay chẳng mảy may nghĩ tới. Những thắc mắc, những câu hỏi vu vơ cứ thế trỗi lên. Tất cả những việc từ trước đến nay mình làm có đúng không? Hay mình thử thay đổi xem sao? Sao mình không làm những việc mà mấy người đi chùa hay làm nhỉ?
ăn chay, niệm Phật ư? Vậy là chẳng cần cha phải mở lời, tới chủ nhật, Tý gọi điện hỏi. Chủ nhật này ba có đi chùa không? Để con đưa ba đi nha. Ông kế tròn xoe mắt ngạc nhiên về những gì mà mình vừa nghe được. Ông bắt đầu mơ hồ nhận ra sự thay đổi của Tý. Ông mừng thầm, hy vọng 3 tháng tu tập hồi hướng công đức của ông cho Tý đã có hiệu quả. Không như lần trước, chỉ là tài xế đưa ông kế lên chùa. Lần này, Tý lân la vào ngồi niệm Phật cùng đại chúng. Chuyên chú được một lúc, bỗng thấy một cảm giác bình yên hiếm có mà xưa nay anh ta chưa từng cảm nhận được. Thấy tâm tư của Tý đã chuyển biến rõ rệt, ông kế nhìn con, đặt tay lên bờ vai của Tý, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Quay đầu đi con, quay đầu là bờ. 8 chữ ấy lập tức đánh động vào tâm trí, đánh dấu sự lương thiện đã bị ẩn giấu quá lâu trong tiềm thức của anh ta. Tý mơ màng nhận ra từ trước tới nay mình đã sai. Dần dà được tiếp xúc với giáo lý Phật Pháp, anh cũng có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Hóa ra chết không phải là hết. Hóa ra chúng sinh từ vô số kiếp đến nay vẫn trôi lăn đau khổ trong 6 cõi luân hồi sinh tử, chưa có điểm dừng. Anh cũng hiểu nếu mình không chịu thay đổi, cứ sống mãi như trước, chắc chắn sau này phải bị đọa lạc vào cảnh giới khổ đau muôn trùng. Một buổi nọ, đám bạn bè chuyên nhậu nhẹt, tuy đã biết chuyện nhưng vẫn gọi Tý sang làm vài chén. Ê mày, tu thì cũng phải có bạn bè chứ, lên đây với anh em. Có rượu, có mồi ngon đang chờ nè. Thôi tao ăn chay rồi, giờ tao chỉ đi chùa không có đi nhậu. Thôi mày, để yên cho người ta tu. Mày lên đấy thì ai mà dám đến chùa nữa chứ. Một người tỉnh rồi. Một người tỉnh ngồi với một người sai, khó ngồi lắm. Thôi, tao không đi đâu. Mới đầu bạn bè chẳng ai tin Tý có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Nhưng sự quả quyết đó đã chứng minh cho họ thấy Tý điên, giờ không còn điên, không còn sai nữa, Tý đã tỉnh thật rồi. Từ đó Tý càng chăm chỉ niệm Phật, lại Phật mỗi ngày, anh cũng biết tự kiểm soát tâm tính. Khi thấy mình quen theo thói cũ hay nổi sân, anh lại nhiếp tâm niệm Phật để khống chế cơn giận dữ. Cứ kiên trì như thế, tính tình anh dần dịu lại, những cơn sân hận ngày một ít đi theo thời gian. Tý điên từng bước lột xác trở thành một người con mới. Tý điên từng bước lột xác trở thành một con người mới, những dấu vết của lối sống lưu manh trước kia dần phai nhạt. Anh quy y Tam Bảo, lấy pháp danh là Diệu Âm Quảng Hiền, nhanh chóng tiếp nhận pháp môn tịnh độ, dứt mặn đường chay, ngày ngày niệm Phật cầu sinh cực lạc. Quả là một sự thay đổi chóng mặt khiến ông kế vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Mỗi khi nhắc đến phép màu đã xảy đến với gia đình ông, ông kế xúc động đến rơi nước mắt, phần vì lòng biết ơn Phật Pháp đã cứu rỗi đứa con trai của ông, dẫn lối nó về con đường sáng và đem hai chữ bình yên đến với gia đình ông. Sự kiên trì của ông đã đem lại kết quả thật sự. Nhân quả luôn đúng, từng ly từng tí, tuyệt nhiên không có sai sót. Tuy nhiên do phước nghiệp quá khứ mỗi người một khác, sức tu từng người cũng sai biệt mạnh yếu khác nhau, nên thời gian từ khi gieo nhân đến khi trổ quả có khi nhanh, có khi rất lâu. Vậy nên việc hồi hướng công đức cầu một điều gì đó đặc biệt cần sự kiên trì. Nếu chỉ vì chưa thấy kết quả ngay mà đã vội nản lòng bỏ dở thì bạn sẽ không thấy kết quả gì cả. Sẽ ra sao nếu như ông kế niệm Phật 2 tháng mà không thấy kết quả gì, ông bỏ cuộc ư? Một là con trai ông vẫn như thế, hai là ông sẽ mất lòng tín tâm vào Phật Pháp, và ba là chúng ta sẽ không có một tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo. Trường hợp thực tế của cha con ông kế là một lời nhắc nhở tới những người tu tập về sự kiên trì bền bỉ. Đó cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp sự nghiệp tu hành của chúng ta đi tới đích. Triệu chứng như thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình rất dễ bị mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự như vậy thì tôi xin nhắc nhở, có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu.
Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên. Bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chịu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu vờ rất nhiều loài quỷ mị, đồng thanh, đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có tâm dâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người ở cõi âm, mà bao gồm cả loài phi nhân súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu, tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ, nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm. Chính là do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng, thường viễn ly chánh đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí của con người để tu luyện. Vì vậy, khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ vây lấy đương sự và từ sáng đến tối luôn phiên ngủ cùng với người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng vấy nhiễu thường sẽ bất giác khởi dâm niệm, thậm chí là dù có ở trước tượng Phật cũng không kìm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh, di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh, vây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế trượt. Nếu thân mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà vây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách một phương pháp giải quyết tốt nhất, đó là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trị. Từ trên net hay là băng đĩa hoặc là bất cứ ở đâu, bạn phải sám hối tất cả, không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ của các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sao? Tôi có quen một tiểu đệ diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay bị mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm cho bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hay hai tên thôi đâu, mà có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này, thì tẩm lợm muốn nôn, hèn gì mà bộ dạng chú quá là u ám, mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến như vậy, đem tinh, khí, thần, quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày vây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Chúng ta phải biết là tinh, khí, thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh, sáng trí, do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết. Chỉ vì mê vài giây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe của mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, ta dục lan chạ thì luôn có hấp tinh quỷ châu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này, ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu hoang tinh lực, vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh, khí và thần. Nếu tinh, khí, thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra, đương sự còn bị nhiều bệnh như là bệnh phụ khoa, nam khoa, nặng nề, rất là khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo. Nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được như vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại. 13 quả báo đáng sợ của tà dâm, người hiện đại nhất định phải hiểu. 1. Hao tổn phúc báo. Hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng, địa vị, tài phú mà con người ta nên có được cũng theo đó mà giảm bớt đi.
Có những người bát tự khá là tốt, nhưng cuộc sống thực tế lại không được như ý. Rất nhiều lúc chính là vì phạm tội bất hiếu hoặc tà dâm mà hao tổn phúc báo của mình. Nếu như nói phúc báo của con người ta giống như một chiếc thùng, thì tà dâm chính là cái lỗ dưới đáy thùng. Có bao nhiêu phúc báo cũng sẽ đều theo đó mà rò rỉ hết. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí của con người ta. Hao tổn phúc báo thật to lớn mà lại mau chóng. Thời đại mạng Internet này, tích phúc thì dễ mà tạo nghiệp lại càng dễ hơn. Thứ hai, tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người đời khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. Thứ ba, làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công cũng sẽ bởi vì tà dâm mà sắp thành lại bại. Thường thất bại một cách không giải thích được. 4. Lo sợ trùng trùng, thiếu lòng tự tin, trên người không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan chột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người, trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa, đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực học tập yếu, năng lực lý giải và phán đoán kém, dẫn đến mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng, cho đến tinh thần xảy ra vấn đề. Thứ 6, tàn phá dung nhan, tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém, già nhanh. Thứ 7, thân thể suy kiệt, chức năng cơ thể kém, ủ rũ, không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng bị mắc bệnh, khí lực yếu, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đau nhức. Thứ 8, bệnh tật đầy thân, tà dâm sẽ chiêu mời các chứng bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh lây qua đường tình dục khác với những chứng bệnh khác, phần đông là có liên quan với tà dâm và ma túy, rất ít khi vô duyên vô cớ mà mắc phải. Xét đến cùng là có liên quan với tâm không thanh tịnh, dù không làm chuyện qua đêm với gái mại dâm cũng sẽ có liên quan với những hành vi tà dâm khác. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Dạng pháp thế gian đều là do tâm sinh, mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là liên quan với tà dâm. Nếu như có thể chân thành sám hối, hoàn toàn dứt bỏ tà dâm từ trên hành vi, lời nói, ý niệm thì bệnh này sẽ dễ chữa trị rồi. Thứ 9, tổn hao phúc báo hôn nhân. Tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng, chiêu mời quyến thuộc không như mong muốn. Mọi chuyện đều là có định số. Trước khi kết hôn, phóng túng bản thân, hao tổn quá nhiều phúc báo của hôn nhân. Vậy nên cưới phải đối tượng khó được như ý. Bạn có thể quy kết là tính cách không hợp. Đây là nguyên nhân của tầng thứ nông cạn bề mặt. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản ở chỗ phúc báo của bạn đã bị hao tổn quá nhiều. Phúc báo về phương diện này quá mỏng rồi, hôn nhân tự nhiên cũng không được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, làm ra những chuyện tà dâm, không kể được che đậy kỹ càng thế nào, cũng đều sẽ dẫn phát vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Người có nghiệp nặng về mặt này, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ dẫn đến các loại bất hòa trong quan hệ vợ chồng, cho đến các loại mâu thuẫn. Người có phúc nhẹ về phương diện này lập tức dẫn đến hôn nhân rạn nứt. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. 2 là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí chiêu cảm đứa con ngỗ nghịch. 11. Nạo phá thai. Nạo phá thai là nghiệp nặng giết người. Báo ứng trực tiếp nhất là tổn hại sức khỏe của thân thể, khiến cho quan hệ nam nữ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đã từng nạo phá thai đều có nhận thức rằng, sau khi nạo phá thai thường rất dễ xuất hiện vấn đề trong quan hệ tình cảm với người yêu hoặc là vợ chồng, dẫn đến bất hòa, tranh cãi cho đến chia tay. Đây mới chỉ là bước đầu, quả báo nghiêm trọng hơn còn chờ đợi ở phía trước. 12. Chiêu mời tai họa. Khi phát sinh những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là liên quan đến thù hận, tình cảm hay là tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân phá án quan trọng nhất. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được. Sau khi làm ra những chuyện tà dâm, đánh bạc cứ hay thua tiền, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 13. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Câu chuyện sướng cái mồm, khổ cái thân.
Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được 3 con, gồm 2 nam, 1 nữ. Hằng đầu tên Ô, 9 tuổi, hằng kế tên là Hồng, 7 tuổi, và cô con gái út tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà của một người bà con, bỏ 3 đứa con nhỏ ở nhà. Nơi chúng ngủ là căn phòng bằng gỗ xây theo kiểu Thái. Cạnh phòng có chất một đống rơm khô. Ngoài ra còn có một ống máng xối hình chữ thập để hứng nước mưa và một hàng lu dùng để chứa nước uống. Nhà ở của các hộ nông dân nơi đây xây cách xa nhau, phân bố rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi, 3 đứa trẻ do cổng khóa kín không thể chạy đi đâu. Nghĩ là nước trị lửa, thằng Ô lần lượt bồng 2 em đem bỏ vào 2 cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và 4 đống rơm cũng cháy rụi. Còn thiêu chết một con bò bị cột nhưng không thấy dấu vết của trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con, đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các đứa bé. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dở nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội chạy đến xem, thấy thi thể của Hằng Ô, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp các lu kia, lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn, hỏi Luân Bao vì sao biết 3 đứa trẻ chết trong lu. Luân Bao đáp, đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nơi nhà mình thì nhìn thấy cảnh mọi người đều chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng có một ông lão chưa quen biết, râu trắng dài tới ngực, bảo ông bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem thử, không ngờ thi thể của các bé ở trong đó. Nghe đến đây A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Sau khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt ông như vô hồn. Nhìn ngay dại về xác 3 đứa con rồi lẩm bẩm nói, báo ứng mà. Mọi người đều nghĩ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực, phụ chôn cất con của A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết 3 đứa con cưng, đành náo tạm ở một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn đuốc, hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía nhân lý vô thường, buồn vui ly hợp ở nhân gian nên không chút do dự, sinh xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ. Nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn mồm nói, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao nhưng đã làm gì để bị kết tội nặng như thế? Thật khiến người ta khó hiểu, chỉ có A Vu, em vợ A Bang là biết rõ. A Vu nói, anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có cái tính là ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu đã nhiều lần phản đối kịch liệt món này, nhưng A Bang không nghe. Thái là rì, là xứ gạo và cá. Vào mỗi mùa xuân, mỗi lần gặp mưa dông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau khi cá con lớn bằng đầu đũa, A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt, lùng bắt đám cá con này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn 100 lạng. Sau đó anh bỏ cá con vào trong thùng nước. Lúc cần nấu thì chọn các cọng rào to lòng, cắt bỏ các đốt mấu đi thành một ống chống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và cá con vào, chùm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần, tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng chất ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon này. Mỗi một cúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh bằng. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có 2 con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính còn mê muội, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn 2 con cá đó đem về nhà để nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc,
là do lương tâm bị vùi lấp mê muội. Chỉ khi thấy cha, mẹ, vợ chồng, anh em, con mình chết mới kêu gào khóc lóc, hồ thiên gọi địa, đau đớn thảm sâu. Mà chẳng hề nghĩ gì đến loài vật cũng có nghĩa tình anh em, cha mẹ, phu thê, con cái. Cổ thi nói, trăm ngàn năm nay trong chén canh oán sâu như biển hận, khó bình. Dư này báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến A-Bang phải gánh niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân, chứng kiến cả bầy con bị chết cả. Sao không khiến anh ta thối tâm nát chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã lầm thờ ngàn sát như thế này. Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi. Xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát oan trái. Khi chúng ta bị bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thầm tự vấn mình, tự hỏi mình rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu con heo, bao nhiêu con bò, bao nhiêu loài đã tán mạng do bụng của chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần phải nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ cũng sẽ dần tiêu tan.